Xin chào các bậc phụ huynh và các con học sinh thân mến. Cô là Võ Thị Thanh Bình đến từ trường tiểu học số 1 Hương Văn, thị xã Hương Trà. Cô rất vui khi hôm nay được quay lại với tiết dạy học trên đài truyền hình Thừa Thiên Huế ở môn toán lớp 2 theo chương trình sách giáo khoa mới. Để giúp các con học thật tốt tiết học này, các con cần chuẩn bị vở ô ly, vở nháp, bút và thước kẻ. Và cả con cũng không quên chọn cho mình một chỗ ngồi thật thoải mái và an toàn trước màn hình TV hoặc màn hình máy tính nhé. Cả con đã chuẩn bị sẵn sàng chưa nào? Và kính mời các bậc phụ huynh đồng hành với các con để giúp giáo viên kiểm tra xem các con đã làm đúng theo yêu cầu của giáo viên chưa nhé. Tiết học của chúng ta bắt đầu. Trước khi vào phần tiết học hôm nay, các con cùng với cô khởi động. Phần khởi động hôm nay của các con lại là một trò chơi. Và trò chơi rất quen thuộc và các con sẽ rất là thích thú. Đó là đi câu cùng Doraemon. Trò chơi này như thế nào? Bây giờ các con nhìn lên bức tranh và thấy ở dưới đại dương có vô số các con vật rất là xinh đẹp. Bây giờ chú Doraemon muốn câu các con vật đó, nhưng mà phải vượt qua những thử thách của cô. Đầu tiên là chú muốn câu một con cua. Và để giúp chú Doraemon câu được con cua thì các con phải giúp chú Doraemon vượt qua thử thách của cô như sau. Đó là làm đúng bài tập. 58 cộng 17 bằng bao nhiêu? Đây là một phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 100. Mà cô nhớ rằng hồi tiết trước cô Như Phương đã hướng dẫn cho cả con thật kỹ đúng không nào? Vậy để thực hiện phép tính này, cả con cần làm vào vở nháp bằng cách là đặt tính đúng không nào? Và kỹ thuật ở phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 100 và cả con cần nhớ kỹ thuật như nào? Đó là kỹ thuật nhớ. Rất là dễ đúng không nào? Bây giờ cô có 3 đáp án như sau. A. 75, B. 65, C. 85. Và thời gian dành cho các con là 5 giây. Bắt đầu nào. Thời gian để rồi, các con đã có kết quả của mình chưa? Bây giờ các con hãy nhìn lên màn hình và kiểm tra cùng với cô nhé. Đáp án của chúng ta là đáp án A, 75. 58 cộng 17 bằng 75. Vậy bạn nào có kết quả giống của cô nào? Cô gửi lời khen để cả con có kết quả 58 cộng 17 bằng 75 nhé. Vậy là Doraemon đã câu được con cua rồi. Rất là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đi câu với chú Doraemon nào. Và con vật thứ hai là con vật tuộc. Có một cái màu sắc rất là đẹp luôn. Bây giờ các con hãy giúp chú Doraemon là vượt qua thử thách với bài tập như sau. 85 trừ 68 bằng bao nhiêu? Đây lại là một phép tính trừ có nhớ trong phạm vi 100. Vậy thì để thực hiện phép trừ này, các con cũng lấy giấy nháp ra đặt tính. Và các con cần nhớ có kỹ thuật gì khi trừ phép tính các số trong phạm vi 100 nào? Khi trừ các số trong phạm vi 100, các con nhớ kỹ thuật là mượn và trả đúng không? Bây giờ các con thực hiện nhé. Và cô có 3 đáp án như sau. A. 17, B. 27, C. 23. Và 5 giây dành cho các con bắt đầu. Thời gian đã hết rồi, các con có đáp án của mình chứ nào? Và các con kiểm tra xem kết quả của mình có đúng không nhé. Đáp án của cô là A. 17. 85 trừ 68 bằng 17. Cô tin chắc rằng các con đều có kết quả là 17. Bởi vì các con nắm chắc là kỹ thuật mường và trả. Nên là các con rất là dễ dàng thực hiện phép tính 85 trừ 68 bằng 17 đúng không nào? Và cả con đã giúp chủ đề Doraemon câu được con mực rất là xinh đẹp. Tuyệt vời quá. Và bây giờ chúng ta tiếp tục đi câu. Và bây giờ là con vật gì đây? Con cá màu hồng. Và cả con cũng phải vượt qua thử thách như sau.
20 cộng 30 cộng 50 bằng bao nhiêu? À, đây là một dãy tính có hai phép cộng. Vậy để thực hiện dãy tính có hai phép cộng như thế này, các con cần phải làm thế nào? À, chúng ta thực hiện theo thứ tư từ trái sang phải. Và cô cũng có ba đáp án như sau: A 100, B 90, C 55. Và 5 giây dành cho các con. Đáp án của các con là gì? Đáp án của cô là 100. À, 20 cộng 30 cộng 50 chúng ta thực hiện theo từ trái sang phải. 20 cộng 30 bằng 50, 50 cộng 50 bằng 100. Và cô gửi lời chúc mừng tất cả các bạn đã có kết quả bằng 100 nhé. Vậy là chúng ta đã câu được con cá màu hồng rất là xinh đẹp rồi. Tiếp tục, chúng ta lại đi câu thêm một con cá màu xanh rất là tuyệt đẹp luôn. À, nhưng mà cả con phải vượt qua thử thách với bài tập như sau: 73 trừ 14 cộng 20 bằng bao nhiêu? À, đây lại là một dãy tính nữa, nhưng không phải là hai phép cộng mà là một phép trừ và một phép cộng. Vậy thì cả con làm thế nào? À, cả con đã nhớ bài dạy của cô Như Phương tiết trước thế nào? À, với phép dãy tính mà có hai phép tính trừ và cộng thì chúng ta cùng thực hiện theo thứ tư từ trái sang phải. Và cô có ba đáp án như sau: A 79, B 89, C 87. 5 giây dành cho các con bắt đầu. Các con có đáp án của mình chưa? Kiểm tra xem cùng với cô nhé. Đáp án của cô là A 79. Cô gửi lời chúc mừng tất cả các con có đáp án là 79 nhé. Cô tin chắc rằng các con làm đúng bài tập này. Và các con đã giúp chủ Doraemon câu được con cá màu xanh rất là xinh đẹp. Như vậy, cô học phần đi câu vừa rồi với 4 bài tập, các con đã giúp chủ mèo Doraemon câu được 4 con vật dưới đại dương vô cùng xinh đẹp. Và cô chúc mừng các con đã vượt qua những thử thách từ những bài tập của cô. Vậy thì, ở phần trò chơi vừa rồi, bài học của các con là gì nào? À, ở phần trò chơi vừa rồi, chúng ta đã ôn lại phép cộng và phép trừ có nhớ các số trong phạm vi 100. Và bây giờ tiếp theo, tiết học hôm nay của chúng ta là bài 37, luyện tập chung tiết 2. Và ở phần luyện tập chung tiết 2 này thì tiếp tục với phần được cô Phương đã hướng dẫn cho các con ôn tập ở tiết 1. Thì ở tiết 2, các con sẽ vận dụng các phép cộng có nhớ các số trong phạm vi 100 đó vào trong tính toán và giải quyết vấn đề thực tế. Sau đó, các con phát triển các cái năng lực toán học của mình. Vậy thì bây giờ các con cùng với cô vào phần thực hành và luyện tập nhé. Trước tiên, cô mời tất cả các con quan sát bức tranh và nói cho bố mẹ mình biết các con nhìn thấy ở gì trong bức tranh nào. À, ở trong bức tranh có hai bạn Sơn và Hương. Hai bạn có hai túi, trong túi đựng một số bóng. Và Sơn có 26 quả bóng. Hương có chứ việc bao nhiêu số quả bóng cả. Và với bức tranh này, cô có bài toán như sau: Sơn có 26 quả bóng, Hương có nhiều hơn Sơn 14 quả. Hỏi Hương có bao nhiêu quả bóng? Bây giờ các con hãy đọc to bài toán cho bố mẹ mình nghe nhé. Rất giỏi. Bây giờ các con cùng với cô tóm tắt bài toán này. Trước khi chúng ta đi vào phần tóm tắt thì các con cùng cô phân tích bài toán này nhé. Các con trả lời cho bố mẹ mình biết bài toán cho biết gì nào? À, bài toán cho biết Sơn có 26 quả bóng. Vậy thì chúng ta ghi vào phần tóm tắt Sơn có 2.26 quả bóng. Và bài toán còn cho biết gì nữa? À, bài toán còn cho biết Hương có nhiều hơn Sơn 14 quả. Và chúng ta tóm tắt Hương có nhiều hơn Sơn 2.14 quả bóng. Vậy bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi Hương có
bao nhiêu quả bóng. Và chúng ta cùng viết vào phần tóm tắt hư có bao nhiêu quả bóng. Như vậy các con đã cùng cô tóm tắt được bài toán này rồi. Vậy đây là bài toán thuộc dạng toán gì chúng ta đã học nào? À, rất là dễ dàng. Đây là bài toán thuộc dạng toán nhiều hơn. Với bài toán thuộc dạng toán nhiều hơn thì các con làm phép tính gì? À, rất là dễ dàng đúng không nào? Với bài toán nhiều hơn thì chúng ta làm phép tính cộng. Để biết hướng có bao nhiêu quả bóng thì chúng ta lấy số quả bóng của Sơn cộng với số quả bóng của Hương có nhiều hơn Sơn, đúng không nào? À, vậy thì bây giờ các con tư tóm tắt này, hãy trình bày bài giải vào vở ô ly cho cô nè. Hôm trước các con đã học mà để trình bày bài giải có lời văn, các con cần thực hiện theo 3 bước. Bước 1, các con viết câu lời giải. Bước 2, viết phép tính. Bước 3, viết đáp số, đúng không nào? Các con đã hoàn thành bài của mình chưa? Bây giờ các con nhìn lên bảng và kiểm tra kết quả cùng với cô nhé. Bài toán hỏi Hương có bao nhiêu quả bóng thì chúng ta có câu trả lời Hương có số quả bóng là, hoặc các con cũng sẽ có câu trả lời số quả bóng Hương có là. Phép tính, chúng ta có 26 cộng 14 bằng 40 quả. Đáp số 40 quả bóng. Vậy bạn nào có đáp án giống của cô nào? Cô tính chắc rằng tất cả các con đều làm đúng bài tập này và các con biết cách trình bày bài giải. Như vậy ở phần bài tập này các con đã vận dụng được kiến thức phép tính cộng các số có nhớ trong phạm vi 100 vào bài toán vận dụng. Và tiếp tục các con cũng đi vào phần vận dụng tiếp theo với cô nhé. Cô mời các con quan sát bức tranh và nói cho bố mẹ mình biết các con nhìn thấy gì trong bức tranh nào. À, ở trong bức tranh là có các bạn đang ngồi học nhóm, đúng không nào? Và thầy giáo nói rằng ai tìm được nhiều phép tính nhất thì thắng cuộc. À, và các con thấy trên bàn có những phép tính như nào? 54 cộng 45, 45 cộng 55, 61 cộng 39, 85 cộng 5, 98 cộng 2, 73 cộng 27, 70 cộng 30. Vậy yêu cầu bài tập này là gì? Các con cùng xem nhé. À, đây là nội dung bài tập 5. Trò chơi tìm phép cộng có kết quả bằng 100. Ở điều kiện của chúng ta, các con không được đến trường học trực tiếp nên cô không có thể tổ chức cho các con ngồi học nhóm như thế này. Thì qua màn ảnh nhỏ, cô sẽ hướng dẫn cho các con một trò chơi như sau. Trò chơi mang tên là hành khách có kết quả phép tính bằng 100. Các con cùng theo dõi. Ở đây, cô có các bạn heo, hươu cao cổ, rồi bạn sóc, bạn mèo, rồi là bạn khỉ. Bây giờ các con nhìn lên màn hình và nhờ sự hỗ trợ của bố mẹ mình để các con thực hiện trò chơi này. Tức là ai tìm được nhiều con vật có phép tính bằng 100 lên xe thì người đó chiến thắng nhé. Các con hiểu ý chứ nào? Bây giờ các con cùng với người thân mình thực hiện trò chơi này. Các con đã chơi xong chưa nào? Bây giờ cùng với cô kiểm tra lại những bạn nào có những phép tính bằng 100 nào. Đầu tiên là bạn cún con có phép tính 45 cộng 55 bằng 100. Chúng ta đưa bạn cún con lên xe. Tiếp theo là bạn sóc có kết quả, xin lỗi, có phép tính là 61 cộng 39 cũng bằng 100. Và tiếp theo nữa là bạn mèo có 98 cộng 2 cũng bằng 100. Và bạn nào nữa nào?
Đoàn khỉ rất là xinh đẹp, có phép tính 73 cộng 27 bằng 100. Và còn nữa không nào? Bạn hươu cao cổ có phép tính là 70 cộng 30 bằng 100. Và hai bạn còn lại có phép tính 54 cộng 45. Không phải là có tổng bằng 100. Và 85 cộng 5 cũng có tổng không phải là bằng 100. Như vậy là qua kết quả do với cô thì cô có 5 bạn đã có phép tính có tổng bằng 100 và đưa các bạn ấy lên xe. Vậy thì cả con và bố mẹ hoặc người thân của mình ai tìm được nhiều phép tính có tổng bằng 100 hơn nào? Ai tìm được nhiều phép tính hơn thì người đó chiến thắng nhé. Cả con thấy trò chơi có thú vị không nào? Như vậy có trò chơi vừa rồi cả con đã tìm được các phép cộng có kết quả bằng 100 như sau: 45 cộng 55 bằng 100, 61 cộng 39 bằng 100, 98 cộng 2 bằng 100, 73 cộng 27 bằng 100 và 70 cộng 30 bằng 100. Và làm thế nào để lập được đầy đủ các phép tính có tổng bằng 100? Bây giờ cô hướng dẫn cho các con nhé. Để lập đầy đủ các phép tính cộng có tổng bằng 100, trước hết chúng ta lập các phép tính bắt đầu từ 1. 1 cộng bao nhiêu bằng 100 nào? 1 cộng 99 bằng 100. Tiếp theo, 6 cộng 1 là 2 cộng bao nhiêu bằng 100? 2 cộng 98 bằng 100. Rất dễ dàng đúng không nào? Và tiếp tục, 3 cộng bao nhiêu bằng 100? 3 cộng 97 bằng 100. Và 4 cộng bao nhiêu bằng 100? 4 cộng 96 bằng 100. Tiếp tục, 5 cộng bao nhiêu bằng 100? 5 cộng 95 bằng 100. Và tương tự như vậy, các con hãy lập tiếp các phép tính có tổng bằng 100. Có dễ không nào? Rất là dễ đúng không? Và tiếp theo, cô hướng dẫn cho các con lập các phép tính tròn trục có tổng bằng 100 nhé. Đầu tiên là 10 cộng bao nhiêu bằng 100? 10 cộng 90 bằng 100. 20 cộng bao nhiêu bằng 100? 20 cộng 80 bằng 100. Tiếp theo, 30 cộng bao nhiêu bằng 100? 30 cộng 70 bằng 100. Tương tự, 40 cộng 60 bằng 100. Và 50 cộng 50 bằng 100. Bây giờ, cả con tương tự như vậy, hãy tiếp tục lập tiếp các phép tính còn lại để cho cả con đầy đủ các phép tính cộng có tổng bằng 100 nào. Và với bài tập trò chơi này, cả con nhờ sự hỗ trợ của bố mẹ để thực hiện như một trò chơi khi cả con ở nhà nhé. Và phần trò chơi ở bài tập năm nay cũng kết thúc bài học hôm nay của cả con rồi. Vậy qua bài học vừa rồi cả con đã được ôn lại những gì nào? Qua bài tập vừa rồi cả con được cô ôn tập lại các phép cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100. Và cô có lời dặn dò ở nhà cả con hãy luyện tập lại các phép tính cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100 và vận dụng để tính và giải các bài toán trong thực tiễn nhé. Và tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con trong các tiết học sau.